hỏi: tinh tấn như thế nào để tiến thêm lên một bậc nữa? Đáp: thì là ăn cơm, ngủ nghỉ, đánh bài mặt chược. Mới vừa rồi, để trả lời câu tinh tấn như thế nào, thì Hòa Thượng nói: ăn cơm, ngủ nghỉ, đánh bài, vậy là có ý nghĩa gì? Đệ tử ngu muội nghe mà không hiểu được sự huyền diệu bên trong. Trí huệ của chú rất là lớn, vậy mà không hiểu câu này sao? Dĩ nhiên là chú đã biết mà còn cố phạm. Những thứ ăn ngủ đó là đa số người đời cần phải có đủ. Nếu chú muốn xuất thế thì phải buông xả hết những thứ đó. Tôi không dám nói những điều đó là cơ thiền huyền bí, nhưng nói ngược lại thì chú cũng đều không hiểu. Vậy thì chú hãy còn muốn hiểu chuyện gì nữa chứ? Hỏi: con muốn biết chính xác Phật Pháp là gì? Đáp: bây giờ quý vị hỏi được như vậy là vì quý vị có Phật tánh. Nếu không có Phật tánh thì quý vị sẽ không hỏi đâu. Quý vị mà không biết đó là Phật tánh thì đáng bị đánh 100 roi đấy. Hỏi: nhiều người cho rằng hiện nay là thời đại mạt pháp, vậy là nó phải có một thời kỳ chỉ định chính xác phải không? Thí dụ như trước Tây lịch thì bắt đầu tính từ năm nào? Đáp: ai mà biết được nhiều như thế. Trí hiểu biết của tôi là chỉ đến đây thôi. Để trả lời các câu hỏi của quý vị là mỗi người nên như người uống nước, nóng lạnh tự biết. Hỏi: người Trung Hoa đặc biệt chú trọng về nền luân lý và cho đó là đạo lý căn bản làm người. Vậy làm sao giải quyết được vấn đề liên quan giữa sự nhập thế và xuất thế trong giáo lý đạo Phật? Đáp: nên làm tròn đạo làm người, rồi thì quý vị sẽ tu được viên mãn thành Phật và cũng có được cơ hội thành Phật. Nếu đạo làm người không được trọn vẹn thì giống như căn nhà không có nền móng, tức sẽ không kiên cố và cũng không thể xây thành nhà được. Cho nên trước hết là quý vị nên thật tâm tu bồi phẩm cách đức hạnh. Quý vị mà làm tròn trách nhiệm trong gia đình rồi thì sau đó mới học tập về đời sống xuất gia, chứ đừng vừa mới lâm trận là đã tìm đường trốn thoát. Hỏi: con nghe nhiều người nói rằng người tu hành sẽ được nhiều long thiên hộ pháp đến hộ trì, lại có rất nhiều cảm ứng nữa. Xin hỏi sư phụ, ngài có kỳ tích gì không? Và quanh ngài có xảy ra các chuyện cảm ứng hoặc là có những kỳ tích gì lạ lùng không? Đáp: kỳ tích của tôi thì nhiều lắm, nhưng tôi cũng không biết đó có phải là thiên long bát bộ hay là địa long cửu bộ hoặc là nhân long thập bộ gì không nữa. Ha ha ha, Bụt Sắc Mô Đi Sô ha ha.